Cả nhà nhìn đây, mọi người đi phe chơi phe nè cả nhà, coi nè, trời ơi, bạc hàng xe luôn nè cả nhà ơi. Phe nè. À, đây là cái khung cảnh ở ngoài phe nè cả nhà ơi. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi vô trong đây để mình mua vé. Mình đi mua vé nha cả nhà. Cái nhà đằng nhà đẳng, cái nhà trắng trắng đẳng là mình đi mua vé. Vé năm nay là người lớn là 6 đồng, con nít từ 7 đến 12 tuổi là 3 đồng. Dưới 6 tuổi là free nha cả nhà. Thì đây là cái đường đi vô, mình đi vô mua vé. Sau khi mình mua vé xong thì mình đi vô đây thì sẽ có người soát vé ở đây nha cả nhà. Người ta sẽ soát vé ở đây và người ta sẽ dán. Hello. Cả nhà, đây là bao quát của cái phe nè. Khi mà mình bước vô trong cái cổng rồi á thì mình sẽ được đây nè cả nhà. Thì ở bên đó nó sẽ có vòng quay, xe lửa, trò chơi tàu lượn. Nói chung là nhiều lắm cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến kênh Huỳnh Huỳnh Family Cuộc Sống ở Mỹ. Hiện tại Dương đang đứng tại trước cái phe của ngay thành phố Dương ở là Rockingham County nha cả nhà. Thì mỗi năm nó sẽ tổ chức một lần. Mỗi năm nó sẽ tổ chức một lần vào gần cuối tháng 7 đầu tháng 8 hoặc là cái tuần đầu tiên, tuần thứ hai của tháng 8 để cho mấy đứa bé mà nó đi học đó cả nhà. Nó đi học, nó đi trước để nó chuẩn bị nó nhập học lại. Thì đây là bao quát của toàn cái phe. Dương đang đứng tại cái cổng ra vào đó. Thì bây giờ Dương sẽ review tất cả các góc gách để đi chơi nha cả nhà. Để coi cái phe, cái hội chợ có khác với so với Việt Nam không nha cả nhà. Do con gái Dương nó muốn đi coi animal trước thì bây giờ trời còn sáng. Mới có 6 giờ mấy chiều cả nhà, cho nên Dương tranh thủ Dương cho nó đi coi animal. Thì cái đường này là đường đi vô animal nè. Để Dương cho nó coi trước. Trời ơi, nó trang trí mấy cái con be này cưng ấy, sợ sợ không cả nhà. Đây nè. Welcome nè cả nhà. Trời đất ơi. Con gái Dương kìa, nó đang nhìn trôi bên kia rồi. Đó, nó đang nhìn trôi, nó thấy mấy con thú này nó thích dữ lắm. Con đó là con sheep đó. Hi. Ở đây là cái khu mà người ta bán đồ ăn để người ta nghỉ mệt nha cả nhà. Người ta nghỉ mệt. Những ai thì ta có shuttle bus này người ta đi nè. Mình đã đi ở đây là mấy cái khu bán đồ ăn. Khu bán đồ ăn thì nó gồm có nhiều lắm, như beef barbecue, country ham sandwich, hand cut fry, hot dog, macaroni cheese, deep fried twinkle, drink, everything nha cả nhà, nhiều lắm. Nói chung là những cái món ăn Mỹ á thì nó tập trung ở đây, người ta đi mệt rồi đó, người ta sẽ vô đây người ta ăn. Rất là đông. Ở đây người ta dựng sẵn một cái giống như là người ta quảng cáo đó, là cái chỗ này người ta sẽ làm một cái farm á để người ta trồng trọt đồ, giống như cái nhà greenhouse á cả nhà, thì người ta để dựng lên để người ta ngồi vô đây ăn nè cả nhà. Còn đây là khu poultry để dành cho con thỏ, những cái con vật đồ á cả nhà. Cả nhà mà ai mà có thích nha, con nít đồ nó thích vô đây lắm. Có baby duck nè cả nhà. Đây dành cho những đứa trẻ. Cả nhà ơi. Nó ăn rồi cả nhà. Rồi đây là đối với những đứa trẻ thì nó sẽ rất là hào hứng, tại vì nó chưa bao giờ nó thấy hết trong thành phố mà. Còn đây là mấy con thỏ nha cả nhà. Rồi nhìn em nào, em lấy nó uống luôn uống đần. Ở đây là người ta để như là người ta bán luôn, người ta trưng bày người ta bán luôn cả nhà. Đây là con chuột bọ, con hamster nè. Trời ơi, quá trời nhiều luôn á cả nhà ơi. Rất là nhiều, nó là nguyên một dãy luôn á. Ai thích gì thì mua đó. Như sẽ tua qua một vòng nhanh nha, tại vì ở đây là cỏ không à. Rất là nhiều. Dương sẽ tua nhanh nha, tại vì ở đây là những cái giống thỏ. Có giống thỏ chị Hằng mắt đỏ nữa cho nha. Ôi ôi, nó đẹp thì đẹp thiệt mà nó hôi quá. Cái hồ có cái con gà bự thịt bự ở trong nữa nè. Nó trưng bày ra rồi để nó bán luôn á các nhà ơi, nó bán nó có giống á. Ồ, nhỏ này đẹp quá cả nhà ha. It's so cute. Nhỏ đẹp quá. Nó có nhiều giống loại thỏ quá. Đó nè. Ở bên đây thì là bò, là vịt này cả nhà. Nó bán, nó buôn bán. Ơi, có con thơ kỳ nè. Ai mà chưa biết con thơ kỳ, con gà tây nè. Con gà tây là ở đây nè. Ở bên kia là con gương. Con ngỗng nè. Con ngỗng nè cả nhà. Ở này ở Việt Nam, mình đồng quê Việt Nam mình chắc không có gì xa lạ đâu. Nhưng mà so với trong đây là
người ta rất là hào hứng tại vì người ta chưa bao giờ thấy hết. Bên đây là gà, đây là bên gà. Cả nhà ơi, rất là nhiều gà, tất cả các loại giống gà luôn. Ai mà mê gà đá rồi á chắc được à. Trời ơi, gà đá con này được nè, con này đẹp nè, con gà này đá chiếm nè, có nhiều loại gà lắm luôn nha. Đây đó, gà đá nha. Quá trời ơi, đây này gà đá nha cả nhà. Đó, nói chung là gà nhiều lắm. Ô, đây là nguyên dãy gà, nói chung là tất cả các loại gà nha cả nhà. Thì Dung ra sẽ liên nhanh những con gà nào đẹp đẹp thì Dung sẽ chậm chậm lại, còn những con nào gà thường quá thì Dung sẽ liên nhanh. Trời, như con này chẳng hạn, đẹp quá, đẹp hơn cả nhà. Ồ, nói chung là cũng đẹp đó, mà nó hôi quá, trời nó hôi quá, nó dị quá. Rồi ai cũng hứng thú hết cả nhà thấy không, rất là đông nha cả nhà, ai cũng nhìn hết, rất là đông, con nít cũng như người lớn nha đó, rất là đẹp. Hai con này là đẹp nữa nè cả nhà. Đây, hai con này đẹp đây, trời ơi, nó giống như con chim chỉ, giống như con chim công á cả nhà ha. Trời ơi, hai con, trời ơi, đẹp quá ha, chắc là quá đẹp luôn. Ồ, nó là 50 đồng á, nó bán 50 đồng, trời ơi, mấy con gà này đẹp nữa nè. Ôi, nhìn như con chim kép rồi cả nhà, quá đẹp. Đây là con peacock nha, con tông con đó cả nhà. Trời ơi, nó loa, nó hú cả. Trời ơi, có mấy em gà nè, đây nữa nè. Trời ơi, con gà này gà. Nhớ con gà Đông Tảo. Đó cả nhà, con nè, có mấy em gà nè. Có luôn cái giọng khoe thấy cũng hút được. Trời ơi, có con gà này nè cả nhà. Nhìn nó ngộ không? Nhìn như nó như lực sĩ này nè cả nhà. Rồi, có con gà nhìn như lực sĩ hả? Mọi cả nhà ơi, trời nhìn nó giống như con chó vậy nè. Ngộ ha. Trời ơi, quá trời gà rồi. Thôi bây giờ Dương đi ra đây, chịu hết nổi rồi, thôi quá, mình bây giờ mình đi ra nhé. Ở đây là cái khu mà gọi là cái quy trình người ta nuôi gà đó, người ta sẽ làm giống như những cái mô hình đó để cho mọi người vô coi và mọi con nít đồ nó vô nó học hỏi đồ nha cả nhà. Nó có quy trình đó, thì đây là cách nuôi gà sao, cách thu hoạch gà, cách mà mình bắt gà, nuôi gà rồi bản xuất khẩu gà sao á, là nó vậy á. Dương sẽ lia nhanh qua cái này tại vì ở Việt Nam mình ai cũng biết á. Bây giờ thì mình đang đi xuống, dài đi xuống nha cả nhà. Có nhạc mà nó có ban nhạc, mình đang có band đó. Mỗi một ngày nó sẽ có một cái band khác nhau đó, cái nhà nó hai bên mình hay lắm. Police nó đứng đầy hết để nó bảo vệ an ninh cho cả nhà, cả mọi người á. Còn bây giờ là Dương đi xuống, Dương coi con dê, con bò. Con dê, con bò với con ngựa đồ. Quá trời đông luôn cả nhà, cả dạng các người ăn người đó. Đây, ai mà muốn coi cái concert đó thì vô đây. Đây, đường đi vô cái khao nha cả nhà, một cái bon đó. Nó sẽ có những cái con động vật ăn cỏ vô trong này. Trời ơi, cả nhà nhìn coi nè, cái bao quát xung quanh rộng lắm nha cả nhà. Rất là đông người ta đi, trời ơi, cả triệu người á. Đây. Thank you sir. Cảm ơn ông. Đi nè, có con cao đây nè. Con cao.
đây, vô đây cao nha. Oh my goodness, so big. It's cao, cao, cao. Cao, cao, cao. Go baby. Oh, hơi bự không? Yeah. Thì ở đây là toàn là khao, tất cả các giống loại khao người ta bán, người ta đem ra người ta chà hàng, người ta bán ở đây nha. Chờ Dương chỉ quay sơ sơ thôi nha. À, tại vì nguyên một cái khao này thì nó khác nhiều thời gian á, cho nên Dương chỉ đi một vòng thôi cho cả nhà thấy. Ôi, khao ở Việt Nam mình thiếu gì, nhưng mà ở đây nó có nhiều loại giống khao khác nhau. Thì thịt bò ở Mỹ là luôn luôn lúc nào cũng có mắc hơn nha cả nhà. Nhưng mà khao ở đây là người ta thường thường bán con khao cái để lấy sủa không à. Đây là cái khu đấu giá mấy con cừu á nha cả nhà, khu đấu giá mấy con cừu á, à, người ta đang giới thiệu này nọ kia, thì ai mua thì mình trả giá, mình bargain đó, mình trả giá. Dạ, ở đây là cái khu bé tiền du nè cả nhà, là cho con nít nó vô nó chơi với mấy con bò, con ngựa đồ á. À, đây là cái khu của nó đây, Freshwater Bé Tiền Du. Thì trong đây nó sẽ có những cái con như con bò, con ngựa để cho mình mình đừng nhớ cả nhà, thì nó giống như nhà, nó nhỏ nhỏ vậy nè. Đó, con heo nó nằm nó ngủ rồi, con heo nó nằm ngủ rồi nè. Đó thì nó vòng vòng đó là người ta đựng nó. Đó, con dê nè, con bò, con heo. Gặp như người Việt Nam mình á, mình đâu có xài mấy cái, đâu có chơi mấy con này, tại vì mình chơi dơ á. Nhưng mà ở đây là người Mỹ, người nước ngoài người ta rất là thích này cả nhà. Đây nè, toàn cảnh cái ru của mình á. Nó con nít nó vô nó học hỏi, nó đựng á, nó tạo tình thương của con vật. Nè cả nhà nhìn nè, bên đây police nhìn thân thiện nha, công an á nhìn thân thiện không, người ta bơm mà bong bóng này này nọ kia, người ta cho mỗi người cái đeo huy hiệu đồ á, nhìn dễ thương ha. Ở đây là trò chơi tàu lượn, nó gọi là Dragonfly á cả nhà. Thì mấy đứa nít đó nó sẽ leo lên trên đó, nó ngồi thì nó chạy sẽ vòng 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 vòng, nó lượn xung quanh cái đó, nó lượn xung quanh cái đó thôi. Cái này là con dragon của mấy đứa nhỏ dành cho mấy đứa nó chơi. Đó là bắt đầu nó đi ngược nè. Đó nó đi ngược kìa. À bắt đầu nó lấy chớn chạy nè. Đó, vậy đó là cho mấy đứa nó chơi á. Cái này nó gọi là ride. Dragon ride. Đó nha nhà thấy không? À? Nó vậy đó. Còn đây là mấy cái xe nó chạy hồi á, chạy đu quay vòng 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 cho mấy đứa bé nhỏ nhỏ chơi. À, còn đây là cái quầy nó bán đủ đồ ăn á, để cho mấy đứa bé nè, candy apple, popcorn, lum nè cả nhà, nhìn nó đẹp lắm, trang trí màu sắc bắt mắt. À, còn đây là trò chơi tàu vũ trụ á cả nhà, vũ trụ nó quay vòng chống mặt cái bồ nè. Hồi trẻ Dương mê mấy cái này lắm, nhưng mà giờ lớn tuổi rồi không có chơi. Con gái vừa nó nhát không chơi, nó còn nhỏ quá, nó có 3 tuổi à. Còn bên kia kìa cả nhà, thấy cái tháp không, nó leo lên tuốt trên đỉnh rồi nó hạ xuống. Dương thích mấy trò mạo hiểm lắm. Ở dưới nè đó, còn đây là nó quay vòng 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 vậy thôi, nó ngưng rồi đó. Khi mà cái nhà đi mua đó, nó hạ xuống nè. Ồ, xong vậy thôi. À, đây là cái chỗ hút nè cả nhà, nó thổi vô cái lỗ đó thì hai trái là 5 đồng, 5 trái là 10 đồng. Thì mình chọi miễn sao mà mình vô hết trong cái lỗ đó, trong cái rổ đó, giống như muốn rổ vậy đó, thì mình sẽ thắng những cái giải thưởng ở trên đó đó. À, thấy vậy chứ mấy cầu thủ bóng rổ vô đây là ăn cái chắc. Còn mình là mình vô mình không hỏi tay mơ. À, còn trò này á là trò fun game nè, là người ta cho mấy đứa nít mấy cái phi tiêu á, rồi mình phóng vô thì mình sẽ được giải. Ở đây á 5 đô là một cái phi tiêu, 10 đô 3 phi tiêu đó, nếu mà mình thắng hết thì mình là được giải được mấy cái giải thưởng này nè. Dương đi á, Dương lấy được mấy cái đó. À, cái trò này là trò ném đĩa là cả nhà. Giờ mình lấy cái trái banh đó, mình ném vô trong nó bể cái đĩa, thì bể cái đĩa nào thì mình lấy được cái trái banh đó. À, lộn, mình lấy được cái con thú đó.
cái chuông nó kêu chen chen á, nó kêu ding 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 á, thì là mình thắng cái giải trong đó. Người lớn bên đây, còn con nít ở bên đây, thì cái giải đó, các bạn sẽ trúng được nó là những cái búa giả này nè, cái búa này cho con nít mà luôn á. Gái Dương nó mới vừa trúng được cái bò trong đó 10 đồng. Còn đây á, là trò chơi nó dùng súng á cả nhà, rồi nó phải bắn, nó bắn hết mấy cái ly nó rớt xuống, dùng súng bắn mấy cái ly rớt xuống thì được giải trên đó. Trời rất là khó, Dương thử rồi rất là khó, không có bắn được cái lực hơi á, trái đầu được cái mấy trái sau. Còn ở đây á, là trò chơi bắn súng nước nha cả nhà, đó là qua từ game fun á. Cả nhà vừa nhắm vô trong đó bắn chúng thì giờ mình chạy chua đua với nhau á, để mình chơi á, để mình lấy cái món quà đó. Cái này con nít được chơi nhiều lắm, người lớn chơi mình đua. Ở xa đằng đó là đu quay nha cả nhà, giống như trong đầm sen có trò chơi con thuyền mà tàu bập bênh lắc qua lắc lại. Còn ở đây là tàu lượn của Vương Thế Hành Gia, còn đây là xe điện đụng á. Còn ở bên kia là cái đu quay thì vòng vòng nó vậy thôi. À, cả nhà ơi nhìn nè, rất là đông mọi người nha, tất cả các trò chơi như phóng tên này này nọ kia đông quá. Ở trên đó rồi cái tháp đó là đi trên đi xuống. Còn này là trò chơi của con nít. Đây là một trong những trò chơi là dễ ăn điểm nhất, mà bắn xuống nước dễ ăn điểm nhất. Đường này ra đây nè, trò chơi cảm giác mạnh là cả nhà, giống ở trong đầm sen của mình đó. Ở bên kia là trò chơi đu quay tàu lượn, rất là nhiều trò chơi nha cả nhà. Rồi sau khi Dương đã đi hết cái thằng phe này rồi thì Dương cũng đã win được một số giải nè cả nhà. Con gái của Dương á, thì bây giờ Dương xin tạm dừng cái video này ở đây nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái video mới nhất của Dương nha. Bây giờ xin chào.